ra cho nó là con Nhi về mẹ cháu. Nói to. Đây là cái sự việc nó là như này. Cháu mà không phải con người, cháu là con người mất dạy được bây giờ cả. Đúng là cái việc làm nô đề là cháu mới làm. Đấy, chỗ này là đến ngắn lại là cháu có tội thì cháu nhận nhiều ở đây là cháu được làm chú đây, cháu chỉ là không mừng. Mà đổi lại mấy chú vẫn như thế thôi, là cháu là có tội nhất. Đâu cháu sẽ đến đây. Chứ còn cái việc cần lý mà để chú ảnh hưởng cái gì đấy là cháu phải xin lỗi chú. Cái suy nghĩ thông cảm của cháu thôi. Thế về nguyện vọng cháu, cháu muốn nói với các chú cái gì? Vì con người của cháu là ngoài thật quý cơ, chỉ việc này xảy ra cũng để nhiều người đã thả cảm. Cháu muốn xin lỗi chú thôi, chứ còn cháu không tội thì cháu phải chịu rồi. Rồi mày biết suy nghĩ lên rồi. Thế được rồi, tức là cháu đã thấy cái hành vi của cháu rồi là không đúng đúng không? Không đúng đúng không? Bình tĩnh cháu cứ nói đi. Chứ cháu rất chi tình cảm như đó. Cứ nói xong chú sẽ, bọn chú sẽ cân nhắc những cái điều cháu nói. Ra cho nó là con Nhi về mẹ cháu. Nghĩ rằng biết xây dựng cho gia đình mình đến lúc biết như này thì đúng là cái việc này xảy ra là quá điên với cháu. Nhưng mà lúc chiều nãy cháu nói với chú là vì cháu không có việc gì làm thì cháu mới nhận các đề đúng không? Dạ vâng, với lại cháu cũng như thế này, cháu là cái doanh thu của cháu cũng đủ cho hàng tháng cho cả gia đình tiêu. Nhưng mà đây là cháu cũng mới có ý định xây nhà cho mẹ ở. Thì là trong thời gian xây nhà cháu mới bắt đầu xây nhà được 1 tháng thì là cháu có suy nghĩ làm cái này. Nghĩ nhặt của mấy em mình cũng ăn rồi, mình kiếm thêm vài đồng thu nhập để mình xây vào cái nhà để đến ngày hôm nay là cháu rất vui. Thế thì cháu nhận thức về cái việc cháu làm vừa qua thế này là cháu thấy sai rồi. Người ta biết sai rồi mà nghĩ nông cạn quá, không nghĩ là làm như thế bị ảnh hưởng. Cháu đã nghe cái thì xong kìm cụ với cả 2 tay đấy kia rồi vẫn nghĩ nông cạn, ông lừa tôi đấy. Về chú hỏi thật là cái thằng xe đạp điện gì nhỉ? MB. Tại mấy thằng xe đạp điện thì mẹ nó có cái ý tưởng như thế với mình cũng đọc cái bài báo như vậy là cháu định lấy xe đạp điện về cho mẹ cháu đi. Thế đến lúc cháu chưa nhận xe đạp điện thì cháu đăng lên nó bị xử lý như này là cháu cũng bực mình, cháu cũng mình với thằng đấy kiểu như nó xui hại mình, nó cho mình vào thế thì bây giờ chú hỏi một câu nữa nhá, chú cháu cứ trả lời bên thoải mái. Thế bây giờ bạn gái cháu hôm qua chứng kiến cái việc mà cháu chơi ngựa như thế đúng không? Chơi ngựa là chơi gì? Đúng là thì cũng nói rồi, chơi ngựa là cơ bản đúng không? Nhưng mà hôm nay rất buồn, cho chồng chơi một hôm bạn đừng nói gì cả, không chồng chơi không được thoải mái, cháu chơi một lúc. Như trước đây vẫn chơi nhiều rồi đúng không? Ngày xưa cháu chơi nhiều, đến lúc về để cháu anh em cháu không ai chơi cả thì là mình không chơi nữa. Rồi thôi bây giờ chú chỉ có lời khuyên như này nhá, đã vào đây rồi thì phải hết sức là nghiêm túc. Ông nhìn mẹ mồm thì anh tôi vẫn 15 năm rồi kìa. Đấy thì sớm được về để cưới vợ nhé, chứ không là cháu sẽ không có cơ hội về sớm để về cưới vợ đâu nhé. Bố mẹ ở nhà lại mong chờ đúng không? Bây giờ là biết suy nghĩ rồi, như thế là ảnh hưởng đến gia đình, ảnh hưởng đến xã hội, ảnh hưởng đến người khác. Bây giờ thế là biết suy nghĩ rồi. Mà mình lớn như thế này rồi lại để bố mẹ rất là buồn. Lừa không? Rất là nông cạn nhé. Nhá. Dạ vâng. Thế được rồi, yên tâm nhá. Rồi nhá, yên tâm đi mẹ 15 năm thương mãi luôn. À còn ai mình chưa thăm thì hôm nay không anh em Bảy này. Còn ai nhỉ? Còn ai đi mà mình chưa thăm nhỉ? Anh Huấn. Thăm mấy anh em hết, mấy anh em mấy đợt đi đã được thăm đâu. Có chi lớn. Anh Hoàng Quang ơi, em chỉ nói với anh một câu này thôi. Em có sai về ai đi nữa, em có làm cái gì nữa, nếu có phải trả giá em cũng xin chấp nhận. Bởi vì anh biết đấy, ra xã hội làm ăn bươn trải, liều thì ăn nhiều, không liều thì ăn ít. Muốn thành công thì phải chấp nhận trải qua đắng cay ngọt bùi. Làm ăn muốn kiếm được tiền phải chấp nhận mạo hiểm, nguy hiểm một tí nhưng trong tầm kiểm soát, anh hiểu chưa? Sau này chỉ có làm, chịu khó, cần cù thì bù siêng năng. Chỉ có làm thì mới có ăn. Nhưng cái loại không làm mà đòi có ăn, ăn đầu buổi nhá, ăn cứt. Thế cho nó dễ. Sau này là không làm chỉ có ăn cứt thôi. Nói thế cho nó nhanh cho nó dễ hiểu. Còn xã hội này sống muốn người ta tôn trọng, mình phải tôn trọng người khác trước. Muốn người ta quý mình phải quý người ta trước. Nhưng người cho mình vay tiền lúc mình khó khăn, lúc mình khổ, lúc mình vỡ lợ, không phải là người ta ngu, không phải là người ta dại, mà chính vì những người đó mình phải nên tôn trọng. Bởi vì những người đó coi mình là anh em, bạn bè, thì lúc mình vỡ lợ, khó khăn, khổ người ta mới đưa tiền cho mình vay. Những người có tiền không phải người ta ngu đâu, không phải người ta thừa tiền đâu. Người ta coi mình quan trọng hơn tiền bạc, người ta mới giúp lúc mình khó khăn, lúc khổ. Có cái lồn đi bọn còn tao, anh em tao bạn bè lồn chơi với nhau, có anh thì tìm đến, có lồn à có đòn thì tìm đi. Bạn bè chơi với nhau, có ăn thì tìm đến, có lồn à có đòn thì tìm đi. Những cái loại đấy là ăn em, ăn anh. Ôi rồi ôi nhá. Đúng rồi anh em ạ. Cuộc đời là như thế mà, cuộc sống thì không giống cuộc đời. Các bạn sống ở xã hội không ai biết trước ngày mai ai hơn ai, giàu có số, nghèo có số. Nên đừng có ghen ghét đố kỵ, đừng có khinh thường người khác. Những người khinh thường người khác tức là tự bản khinh thường bản thân mình. Những người chơi với mình mà đi nói xấu người khác chính là họ tự nói xấu mình. Mình đừng có chơi với những loại thể loại đấy. Họ đã đi nói xấu người khác trước mặt mình thì sớm hay muộn người ta cũng đi nói xấu mình trước mặt người khác. Những cái loại đấy các bạn đừng có lên chơi. Ăn cái lồn nói tiếp đi, địt mẹ. Nguyễn Quang Tuấn, ok em. Anh có sử dụng chất kích thích không? Nguyễn Quang Tuấn, mày hỏi câu mày hỏi đều à? Anh ra xã hội kiếm tiền, lúc anh nghèo, anh khổ, lúc anh muốn đi giao lưu, đi chơi với anh em nó chơi, mình không chơi không được. Lúc ấy mình có cái gì đâu mà mình sợ chết. Anh nói cho em nghe luôn câu nói xanh và vuông. Cái lúc đấy đi ra xã hội kiếm tiền bươn trải, anh em nó tam mau, mình cũng tam mau. Mình chơi với anh em phải hết mình. Chúng nó chơi thì mình cũng sợ mẹ gì mình không chơi. Anh có sử dụng chất kích thích, anh có sử dụng kẹo ke bay đắc, nhưng mà đó là thời gian một tuần về trước nữa nhá. Một tuần anh à, em lâu nghe đấy. Còn lúc đấy mình đã có tiền đâu mà mình sợ. Sợ chết, có tiền đâu mà sợ bắt. Thôi à, sau này thì thôi, lúc anh kiếm ra tiền rồi thì anh cũng hạn chế chơi, để cho cái đầu óc cần tỉnh táo, để còn giữ tiền, để còn kiếm tiền. Mà nói chung là cũng sợ chết, cũng sợ ngáo ngư nhá. Nên bỏ dần đến tầm này anh bỏ luôn nhá. Tầm này à, ngày xưa anh chơi 10 phần, bây giờ anh chỉ dám chơi 1 phần. Bởi vì anh còn bao nhiêu anh em của anh nữa, bao nhiêu cái tàu há mồm. Anh chơi anh mất tiền, công việc không ra đâu, toàn bị lợi dụng. Dưới chơi 2 viên rồi, anh chơi ma túy là toàn lúc mình phê mình cho người nọ cả nhà mình luôn. Mỗi lần chơi ma túy phê và nhìn gái thích thì muốn chém cả vợ khác. Rồi mỗi lần chơi ma túy thì thằng khác nó muốn chém cả vợ mình. Đi chơi với anh em nó phê ma túy, nó muốn chém cả người yêu mình luôn, nó muốn bốc cả nhà mình về luôn. Lên thì tôi sợ quá tôi bỏ. Mà đầu óc tôi là thần kinh thép, tôi vẫn phải bỏ. Bỏ làm gì? Bỏ để những người anh em của mình, những người em út của mình, gia đình mình, bố mẹ mình đỡ buồn. Để cho những người em thân của tôi nhìn thấy tôi bỏ, anh em nó phải bỏ. Anh em cái chat có ai chat hỏi tôi đi, anh ơi anh có sử dụng chất kích thích không đi. Ai hỏi tôi, anh em tôi có sử dụng chất kích thích không đi các bạn. Hỏi đi, nhanh lên. Hỏi đi. Hỏi đi. Anh Dũng Lê, anh ơi anh có sử dụng chất kích thích không? Anh nói cho anh Dũng Lê nghe này. Ở đời này ấy, có làm thì mới có ăn. Làm nhiều ăn nhiều, làm ít ăn ít. Thế nhưng mà hai cái chuyện đấy nó không liên quan đến cái việc ở đây là anh sử dụng chất kích thích cả. Anh là con người chính trực, Em nhìn này, mọi người ở ngoài yêu quý anh về cách sống của anh. Người ta yêu thương anh, người ta yêu quý anh. Chính vì thế anh không chơi rất kích thích. Đi con mẹ của bác giải thích kiểu mệt mỏi vãi lồn, đau đầu vãi lồn. Sao tôi không giải thích được giống cái giọng mà anh em nghe nhá, nó phải thuyết phục vãi lồn cơ. Cảm giác nghe nó phải đúng kiểu giảng đạo vãi lồn ý. Để cho những người em thân của tôi. Tôi không chơi chất kích thích. Để cho những cái người bạn thân của tôi ở ngoài người ta nhìn vào, người ta thấy một cái hình tượng đít mẹ. Giọng mình nó không thuyết phục được như thế này. Nghe giọng này nó thuyết phục vãi lồn. Giọng tôi nó không thuyết phục được như thế. Cảm giác đây nó mới đúng là những cái lời dạy. Tôi cố rồi giọng tôi đéo thuyết phục được. Địt mẹ. Nhìn thấy tôi bỏ, anh em nó phải bỏ. Chứ tôi cứ xa vào con đường kẹo ke bay lắc thì em của tôi hỏng hết. Tôi sợ em tôi hỏng hết. Rồi có một ngày nào ngáo ngơ nó xiên cả mình luôn. Nên rất là sợ. Mình nằm đầu tàu, mình gương mẫu. Nên tôi bỏ kích thích đi, tôi rất có lộc cho mọi người. Cái đặc biệt này, tôi bỏ kích thích đi, từ cái hôm tôi bỏ, ai cũng chứng kiến đúng không? Ngày nào cũng một lỗ. Một tuần này 5 ngày ăn 4, ăn xin đôi, ăn xin 3. Tôi bỏ đi, rất có lộc. Tôi chơi vào mất lộc. Tôi chơi ở mất lộc. Mất lộc. Đây là đang chơi đấy. Cũng đồng nghĩa với tôi cũng nhịn luôn. Nên tôi chọn, tôi bỏ. Tiền tôi nhiều lên. Bố mẹ tôi tin tưởng. Các người giúp đỡ tôi tin tưởng. Anh em xã hội tin tưởng. Và tôi bỏ đi. Cái tệ nạn xã hội này nó sẽ sạch sẽ. Con người Việt Nam nó sạch sẽ. Đất nước Việt Nam nó cũng giảm bớt được. Tôi bỏ phát là đất nước Việt Nam này sạch luôn. Địt mẹ. Chính vì những người chơi kích thích như mình thì cái đội bán kích thích ma túy này nó mới bán được cho người khác. Chính mình là tiếp tay. Mình sử dụng chất kích thích chính là tiếp tay. Mẹ, câu hỏi của nó gì là anh ơi có sử dụng chất kích thích không? Thì không thì bảo không, có thì bảo có. Còn cái mặt như ông địt mẹ là mặt cụ lừa rồi thì bảo là thôi thì nói con mẹ luôn là anh thôi thì anh bỏ rồi thôi. Ngồi giải thích địt con mẹ mày, chắc chắn cái giọng giải thích là giọng bố mày vừa chơi xong đấy hỏi cái lồn. Cho những người buôn ma túy, mình tiếp tay cho những người buôn ma túy là tiếp tay như thế là mình phạm pháp. Mà cái ma túy này làm cho tan nát bao nhiêu gia đình, bao nhiêu anh em của mình. Phạm pháp. Mình mới sợ, mình ghét. Bỏ đi anh em, bỏ đi. Mới là mấy tháng nay người ta làm căng lắm nên bỏ nhá. Mấy tháng nay người ta làm căng lắm. Ok Đào Xuân Hải, cảm ơn tất cả anh em. Anh ấy có tính theo tháng. Cho anh làm với Sida Linh ơi, anh làm rất là nhiều ngành nghề. Anh buôn cả cứt, nếu mà có lãi. Anh bán thuốc yêu sinh lý. Anh làm công ty Facebook. Anh làm công ty bất động sản. Anh làm cho vay nặng lãi. Nhưng mà bây giờ anh có tiền rồi, anh không làm cho vay nặng lãi nữa. Bây giờ toàn đi thả gà ra đuổi. Anh bỏ là ngày xưa thôi. Ngày xưa anh chưa có tiền anh bảo mẹ buồn làm... nói nhiều quá. Đéo phải nói nhiều quá ấy. Đến đoạn đéo phải tham ai nữa nhỉ. Các bạn nhìn ta cái buồn cười vãi luôn. Cái nào nhìn ngu nhỉ. Đây rồi. Chào tất cả các đầu gấu và chào tất cả các con vợ nhá. Chào tất cả các đầu gấu và chào tất cả các con vợ nhá. Khánh Hoàng Đế hôm nay lên quả clip này là muốn nói với anh em là mình chính thức hôm nay lên nhận là Hoàng Đế, đóng vai Ngọc Hoàng trong Táo Quân 2020. Chào xuân này đang người. Rất buồn là năm nay sẽ thiếu đi một nhân vật quan trọng. Đó là nghệ sĩ nhân dân chuyên gia ăn trực Trường Con Công Tử. Trường Công Tử sinh thời là một con ngoan trò giỏi, cũng là một cây hài miền Bắc. Và lớn lên mà phải giải trí với rồi bất hiếu với bố mẹ. Anh đã cấm bố hút thuốc lá khi bố hại sức khỏe. Tốt nhất ông đừng hút lứa. Thế là bố mẹ không dạy được thì đời nó dạy. Mẹ trông bì ổi vậy rồi không? Thì để công an người ta dạy. Thế là cuối cùng là anh Trường đã hy sinh vào một ngày rất đẹp trời. Tối mùng 2 dạng sáng mùng 3, đêm mùng 2 dạng sáng mùng 3 tại huyện Con Cuông, một huyện biên giới của tỉnh Nghệ An. Đây cũng là thủ phủ của Mai Thúy. Anh đã nhận lô hàng từ Tam Giác Vàng. Tam Giác Vàng thì là một điểm nóng Mai Thúy, khu vực Đông Nam Á. Địt mẹ giọng đéo hay bà anh Huấn. Địt con mẹ thằng nói lắp, nói những cái lồn ý. Nghe nó đéo có tí giảng đạo gì cả. Nghe đéo thuyết phục. Đại bàng tung cánh thì đại bàng đéo bằng anh Huấn. Mà cũng đéo bằng anh Trường, con của bố mày luôn. Địt mẹ nói đéo hay.